Xin chào các chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtor. Thì hôm nay Khoa đang có mặt ở bên trong tòa nhà Sarimi ở bên khu đô thị Sala Đại Quang Minh. Thì chủ nhà vừa gửi cho một căn này để chuyển nhượng. Đây là căn hộ 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, 88m². Đây là khu vực hành lang của mình. Thì bây giờ mình sẽ đi vào bên trong cái căn hộ của mình. Căn hộ này 88m², 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Thì chủ đầu tư đã bàn giao tất cả những trang thiết bị như thế này, đã bao gồm tủ dài. Bên tay trái của chúng ta là tủ dài và microwave, lò vi sóng, chỗ để tủ lạnh và bếp kệ bếp trên, kệ bếp dưới, và đặc biệt là hệ thống máy lạnh trung tâm. Đây là cái khu vực phòng khách của chúng ta. Thì bên tay bếp thì chúng ta có kết nối với lô gia bên ngoài. Thì đây là cái lô gia giặt đồ, phơi đồ và cái cục nóng ở ngoài máy lạnh. Và bên tay phải của cái cánh cửa thì chúng ta phòng ngủ được bố trí. Đây là một cái phòng ngủ. Và các phòng ngủ đều được lót gỗ. Nhưng những căn hộ ở đây thì hầu như đã bàn giao cũng khá lâu rồi các anh chị. Gỗ này thì chắc về thì các anh chị cũng phải thay máy lạnh bên trong. Hệ thống tủ. Thì phòng ngủ này view của chúng ta về phía trung tâm thành phố và tòa tháp văn phòng. Bên dưới là đại lộ chính của chúng ta, Nguyễn Cơ Thạch. Nhìn qua khu biệt thự của khu Sala, nhìn qua được khu quận 7, Empire City, trung tâm thành phố Bitexco. Và bây giờ chúng ta đi qua khu một căn phòng master bên ngoài. Thì phòng master chúng ta có nhà vệ sinh bên trong của phòng master. Phòng master thì sẽ rộng hơn phòng ngủ đầu tiên của chúng ta, có hệ thống tủ quần áo. Tủ quần áo này khá là rộng, là chúng ta có thể bước vô bên trong của tủ quần áo được. Có những trang thiết bị như thế này để đồ, giày dép, cà vạt. Bên trên thì chúng ta cũng có cái kệ phân chia ra, rất là đẹp. Và nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì tất cả trên thiết bị đều bàn giao từ chủ đầu tư. Tủ, kệ, phòng tắm nằm, bồn tắm nằm, bát thấp của chúng ta. Giờ chúng ta quay trở lại khu vực phòng khách. Đây, thì phòng khách của mình sẽ có nhà vệ sinh chung ở đây, có bồn tắm đứng. Đây thì bây giờ chúng ta ngó qua phòng khách như thế này. Phòng khách của mình rất là rộng nha các anh chị. Giờ đi hướng ra ngoài của ban công, nhìn xuống bên dưới cái hàng cây xanh, đại lộ của mình và Nguyễn Văn Linh. Thì các anh chị nào quan tâm về căn hộ này, hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại là 0979 676 6655 để được tư vấn thêm.